Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung sau đây. 19 giờ sân khấu thiếu nhi rối con mèo mà trèo cây cao. 19 giờ 30 phút phim hoạt hình siêu quầy Sam. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ ký sự Amazon. 20 giờ 20 phút chinh phục đỉnh Everest. 20 giờ 30 phút chương trình thử thách. 21 giờ 30 phút tâm hồn Việt. 22 giờ 15 phút tin trong nước. 22 giờ 30 phút nhạc thính phòng, bản giao hưởng số 4 Tchaikovsky. 23 giờ 20 phút nhịp sóng Sài Gòn, nhà thờ Hạnh Thông Tây. 23 giờ 40 phút tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 6 tháng 11 gồm những nội dung sau. 0 giờ 5 phút du lịch vòng quanh thế giới, Puerto Rico. 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Tình yêu của đời tôi, tập 3. 1 giờ 30 phút khám phá sự sống thời tiền sử. 2 giờ ca nhạc giai điệu quê hương. 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam chuyện phố phường tập 11. 3 giờ 30 phút nhịp sống Sài Gòn, nhà thờ Hạnh Thông Tây. 3 giờ 50 phút văn hóa ẩm thực, món ăn xứ Huế. 4 giờ 10 phút thông tin văn hóa khoa học kỹ thuật, chương trình mô phỏng tàu cứu hộ. Bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc tivi khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ.